Con xin hỏi về cá nhân cuộc đời của bác ạ. Ngày xưa con được biết có hai trường hợp. Một là một ông chủ tiệm phở Bình, đường Yên Đỗ, nay là đường Lý Chính Thắng, quận 3, và một ông chủ tiệm chụp hình hiệu Ái Mỹ ở góc đường Cao Thắng và Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Con biết mỗi một cơ sở chỉ nuôi có một chiến sĩ cách mạng, hoạt động cách mạng mà đã bị mật vụ của chế độ cũ bắt tra tấn, đẩy đi côn đảo, nhốt ở chuồng cọp. Vậy con xin hỏi bác, trong nhà bác nuôi 3 chiến sĩ cách mạng và ở chùa nuôi 267 chiến sĩ hoạt động cách mạng. Vậy sao bác gan như vậy ạ? Giờ nói là con nghe này. Bác sống ra tổ quốc nuôi bác. Bác phải có cái nhiệm vụ gì phục vụ lại cho tổ quốc. Có hy sinh cũng không sao. Tôi nói là ngày xưa đó, khi mà tôi nuôi trong này bắt đầu mới có 22 ông, hai ông Việt Cộng thôi. Trung úy Tô Văn Hiến, quận trưởng quận 3, huyện Đức Hòa này nè, mới mời tôi xuống chùa ông á. Người ta đông đúc là chắc chắn phải có Việt Cộng. Tôi nói ông căn cứ vào đầu mà ông nói cái này. Đám đông nào thì phải có Việt Cộng đồng hả? Tôi nói thôi, cứ quyền cái quyền Đức Hòa Việt Cộng không. Rồi sao? Tất cả những người mà tôi nuôi trong chùa, ai cấp làm tu sĩ, chữ của ông ký, Trung úy Tô Văn Hiến, huyện trưởng Đức Hòa, chứng nhận ông này là tu sĩ Phật giáo. Rồi á, tôi nó muốn là đây đúng là tu sĩ rồi. Huyện trưởng đã ký rồi, thì bây giờ đi ra xác nhận ngoài xã đó. Có đồng ý cho tôi vô chùa Tân Diệu tu không? Bài xã đó nếu có đủ thủ tục là cho ở. Có vậy thôi. Rồi bây giờ ông hỏi tôi vậy chứ bây giờ là trong đó Việt Cộng. Nếu mà nói mà Việt Cộng thì ông là Việt Cộng, ông đỡ đầu Việt Cộng. Ông ký cho người ta tu, thì ông là đỡ đầu. Còn xã chấp nhận cho sao? Cho ở đây. Tôi có cái chùa là tôi để trống đó đó. À. Thì giờ ai xin thì tôi cho. Chứ tôi đâu có phải tôi có mời đâu. Mà chính là tự mấy ông này nè, đi xin ông là tu sĩ, xin xã Tân Mỹ vô ở chùa này, tôi cho, tôi đồng ý tôi cho. Rồi ông giờ ông nói tôi chỉ cộng là sao? Ông muốn nói gì nói rồi. Ông nên nhớ là ông một công dân, tôi cũng một công dân. Ông là huyện trưởng, tôi là dân trưởng. Tôi là dân trưởng đó, nhưng mà ông nói tầm bậy, tôi phản bác lại đó. Rồi ông làm thinh. À, nếu mà tôi không có cái này thì tôi xin lỗi bà, tôi yếu bóng dĩa kìa. Ông chụp tôi là chắc chắn là nó đập tôi chết luôn á. Còn cái chuyện nhà tôi nuôi ở Sài Gòn nuôi ba ông thì nó có cái lý do này chứ. Cậu bãi tôi gửi á, ba đứa, tôi nói bây giờ cậu á, con ở dưới con quen lớn lắm, nó phải chịu đi làm á. Tôi gửi vô xí nghiệp làm, rồi bên ngoài nó tối nó đi hoạt động việc chuyện của nó, nhưng mà tuyệt đối tôi phải cung cấp cho nó những cái viên thuốc, bắt lập một cái uống như này đụng vô trong lưỡi là chết liền à, không cho nó đập à, hiểu không? Tôi cung cấp, không có được, mày làm vậy tốt. Thì tất cả những nghiệp cộng mà tôi nuôi trong nhà tôi đều tôi cung cấp một viên thuốc cyanide hết. Dặn tôi nói không, bỏ túi đi làm bỏ túi, mà rủi nó bắt được thôi, xong cái là đọc cái túi là bóp vô cái tay một cái rồi thôi, nó dính trong cái tay rồi thôi, nó không đánh á, nó đánh á mà đánh chịu không nổi á, em chỉ cần nếm cái tay vô cái lưỡi là 5 phút 6 mình chết liền. Nó phải vậy á, tôi nuôi, còn nếu mà không có cái này tôi không dám nuôi. Nó mà nó bắt được á thì không phải là nó thiệt, con hồi xưa mà con thấy ông Khởi Bình không, ông quýnh chết luôn tôi xuống, mà cái ngày bắt nó có chú đứng trước mặt đó. Bởi nghe chỗ nào rụt rịch rồi là chạy xe lại coi chứ không có gì, là theo dõi thì có nói lại cái gì. Mấy đứa này là hoàn toàn tôi đưa vô hãng làm hết, rồi đi vô nhà hàng làm hết để chi, để theo dõi. Chứ mình có công ăn việc làm, cái thằng là cảnh sát khu vực đó, nó không để ý. Chứ mà nuôi đi cà nhông khi nó tốt lâu rồi. Đó, tôi biết chứ sao không biết. Tôi gan tới cái mức này nè. Khi cậu bãi tôi bị bắt, bị nhốt vào trong khám chí hòa,
tôi dám vô vô thăm luôn á. Tôi dám chơi vậy. Ổng đầy đài ra câu đảo, tôi vẫn gỡ đồ ăn cho ổng luôn á. Thấy không? Tôi có cái lực. Nếu mà nuôi vợ chồng không có cái lực này thì không dám mà rung lên. Vì thế mà tôi dám về cãi lộn với ông Trung Quý Tư, tôi và Hiến á. Nó không có cái này sao lại. Nó phát hiện tôi được, nó không có đánh tôi đâu, nó bầm nó đem nó cho cá ăn, chứ không phải đem ra côn đảo nuôi chi tốn gạo tốn cồn, không phải đâu. Mà bây giờ tôi nói thiệt, cái chuyện nó đã qua rồi thôi, chứ còn tôi không có kể công nghệ hơn đâu. Bây giờ là tôi hỏi vậy chứ, bây giờ thiếu tướng Lê Văn Thảo đã đâu ở đây, mà xong rồi trốn mất rồi cứ gặp tôi đâu. Chính ông Lê Văn Lùm là hiện giờ chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã Tân Việt, không nó hỏi tôi một tiếng, không cảm ơn tôi một tiếng nữa. Mà giáo hội, ban tôn giáo gì cũng lấy chùa đem cho ta được, đem cho mấy ông cúng á. Thí dụ cái chùa này mà ông dạy giải thoát, tôi dương cổng luôn. Thấy không? Ông lấy để làm gì? Ông lấy để ông dân sao giải hạn chứ làm gì? Thấy không? Tôi á, nói thiệt là, hồi xưa nếu mà bây giờ, xin lỗi, khi mà giải phóng rồi, tôi nói thiệt là, tôi xỉu mấy ngày luôn, là sao? Hết hồn luôn á. Hôm đó mình tỉnh rồi. Ngày nào mà chưa giải phóng miền Nam thì ngày đó tôi còn run, ăn không được ngủ không được. Mà giờ lỡ sao, giờ sao đây? Ở trên chùa thì nói giờ đông, có lúc 30-40 người. Mà bây giờ tôi tính tổng cộng là, chùa má làm đài truyền hình nó nói, em má là 20 người, 19 người với em má là 20. Ông thầy An Tiến ở Bình Phục Củ Chi, ông nói là tôi 45 người. Nói hai cái người đó thôi. Rồi trong khi đó mấy cậu tôi, bà ngoại tôi đó đẻ 12 người con. Suy nghĩ đi. Trong gia đình nào cũng 4 người, 3 người, 2 người. Giờ cổng á, tính ra bao nhiêu. Mà tôi lo hết. Mà bây giờ á, tôi sẽ sao đây. Khi mà công bố quyền ký rồi mấy người trốn hết là nó dường như nó sợ cái chùa Tân Diệu này, nó không dám vô. Tại vì người ta không hiểu. Hồi đó còn á, bà con tôi nói thì cúng dữ lắm. Khi mà tôi chưa công bố thì cúng mà cũng thoải mái. Trời ơi, bây giờ công bố rồi không có thấy ai rồi, chỉ còn có 2-3 người. Không? Còn bây giờ nói trở lại là vấn đề tôi nuôi, là vấn đề nhiệm vụ tôi là một công dân. Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, có vậy thôi. Tôi làm chứ tôi không cần ai là khen chê cái chuyện này, tôi làm xong rồi thôi. Chứ trời, chưa chắc chưa có cái chùa nào mà dám nói hai ông chứ đừng có nói mấy chục ông với tôi. Chùa đỉnh điển hình ở dưới đó. Tại mấy ông nói thì ông Bình với ông Ái Mỹ á, ông không có hiểu cái tổ chức. Tôi nuôi bao nhiêu cũng được, tôi gửi hết vô hãng tôi làm. Thế mới có an toàn mới làm chứ. Tôi nghĩ là có cái thằng Duyên á, con út tôi. Nó đi ngang qua, nó làm bên hãng Khả Rích á, nó về nó ngang công viên Quách Thị Trang á. Nó thấy thằng Mỹ đi lơ lơ, nó chụp cổ nhỏ nó giật Mỹ. Trời ơi, mà thằng Mỹ á, đá nó cái dằn là mà có mấy thằng cảnh sát nó đứng đó, nó không hiểu cái gì. Nó chạy về, nó mới học tôi nói mày tự giận rồi. Trời ơi, mày con nhái thằng Mỹ, nó giống như con voi. Mày làm gì đó, mà mày có làm được mày chết luôn á. Nó làm lẫn chuyện khác. Mày hoạt động nội thành, đâu phải là đi giết người ta chứ, trước mặt ở giữa quần chúng được. Mày phải tìm cách làm sao mày giết người ta, giết mà cách âm thầm mà ta đừng hay á. Về tôi là nó quá rồi, cái nó xin lỗi. Tôi nói anh gửi cho em vô làm là tất cả an ninh của tất cả thì em phải theo dõi thôi. Cái gì anh giúp cho, chứ đừng có làm chứ. Một đứa một lần nó làm vậy mà tôi xin lỗi là tôi rụng tóc gái tôi luôn. Bây giờ biết sao giờ, thấy không? Thì vì thế mà khi mà giải phóng vô mà tôi nhờ, thở cái nhẹ nhàng luôn, khỏi lo nữa. Nó phải nhỏ đâu, thấy không? Thì giờ cô hỏi cô nhắc lại thì tôi thấy tôi rùng rợn, thì tới bây giờ tôi còn rùng rợn á. Có phải là theo lời dặn dò của thiền sư Ni Đức Thảo, Giang Sơn nối lại nơi đây mọc thiền, đó chính là động lực mà giúp bác có thể can đảm như thế và niềm tin rằng Việt Nam sẽ thống nhất để bác phổ thiền ở tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An không ạ? Bây giờ tôi nói một cái câu chuyện vậy này. Tôi không phải là thầy bói, nhưng mà tôi nói trong anh em tôi đó. Nó hỏi vậy chứ, giữa Việt Cộng và quốc gia ai thắng?
tôi nói tôi không có giải thích cái này, nhưng mà tôi đưa ra cái này nè. Nghĩa cộng giống như cây trong rừng á, quốc gia giống như cái cây trong trong chậu kiển á. Tôi chứng minh rồi nè, khi mà lính Việt Nam Cộng Hòa đó 28 tay phát lương, 30 tay không phát nó bỏ súng hết, nó bỏ súng đâu vậy? Nó vậy đó, rồi hỏi ai thắng ai? Bên kia đâu có đồng nào đâu mà nó còn bỏ súng đâu, mà bỏ súng nó lộn, rồi hỏi ai thắng ai? Cái nó nói bộ mày mày Việt Cộng, tao nói Cộng Việt chứ không phải Việt Cộng. Mày hỏi tao, tao mới nói, tao phân tích vậy thôi, chứ mày về suy nghĩ đi. Việt Nam Cộng Hòa 29 ba đời 10 tay không phát tiền, nó phải bỏ súng đi. Là cái thằng đánh thuê, đâu phải đánh cho nó đâu. Mà nên nhớ rằng mỗi một lần mà đi hành quân á, đem 300 viên đạn về, không thằng nào còn nào, hỏi thằng bắn hết. Đem bắn về đạn, bắn hết. Thấy không? Ngu gì mà bắn ai, bắn đủ đầu nó ra ngoài đó, nó bắn bẻ tay luôn. Rồi hỏi gì đó, bên Việt Cộng dữ lắm, đông bên về nó báo cáo ẩu. Mà nó chết, nó nhắc cái vụ cái tên kia, mà báo cáo láo rồi. Rồi trong khi đó, trong lực lượng của quân đội Việt Nam, bao nhiêu lính mài, lính kiển đập đâu đó. Một cái đại đội đó là bao nhiêu? 36 người, kiểm ra có 10 người, còn nhiều lính mà không. Nó vô đây có tên là thằng đại đội trưởng lấy lương, còn nó ngồi nhà để nó có cái giấy ra ngoài đường, không ai bắt nó, có vậy thôi. Rồi làm sao sống nổi đây, như thế là đâu có sống lâu đâu. Tôi phân tích như vậy thì mấy kia nó nói tôi là Việt Cộng, tao nói tao phân tích, tụi bay hỏi tao mới nói chứ Việt Cộng gì. Tao ở nhà tao làm răng, tao có Việt Cộng gì hết trơn. Mày tím vô nhà tao có ai không? Vợ chồng tao mấy đứa nhỏ nó đi làm mà hãng xưởng hết rồi, vậy thôi mà tính hãng xưởng mấy ông Việt Cộng. Mình phải nắm vững cái này thì mình mới sống nổi với bên kia, chứ còn không sống nổi cái này thì thôi, chứ đó nó hù mình là chết rồi. Thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi.